Xin chào các bạn, tôi đến từ website giống cỏ chăn nuôi.com. Hôm nay tôi làm đoạn video này để giới thiệu các bạn cái chuồng để làm chuồng cừu, hoặc là các bạn có thể làm chuồng dê chẳng hạn. Thì khi bắt đầu làm thì các bạn có thể làm cái mặt sàn của nó, thì các mặt sàn của nó có thể cách từ mặt đất là khoảng 1 mét hoặc là 1,5 mét, tùy theo các bạn thấy cái độ thoáng của phân. Thì khi mà cái sàn nó rớt xuống thì đây là cái phân của nó. Phân của nó thì không, nó không có, nó rất là đóng cục cục, nó không có có dơ như phân bò. Thì khi các bạn phân này khoảng nửa tháng thì các bạn hàng 1 tháng thì các bạn cào ra để không ảnh hưởng đến những con dê này. Thì từ từ cái sàn thì các khi các làm cái cột móng, móng thì các bạn có thể làm bằng gỗ hoặc là xi măng, cột xi măng. Còn máng ở ngoài thì các bạn có thể làm cái máng gỗ hoặc là máng đó, các bạn máng thì máng gỗ, thì các bạn có thể làm máng tôn, tùy các bạn có thể làm trong hoặc làm ngoài là tùy các bạn. Còn lưới thì các bạn có thể bao quanh lưới B40. Thì sau đó là mấy cừu, cừu đây là cừu Ninh Thuận nha các bạn. Con cừu màu đầu đen đây là cừu Canada nha các bạn. Cừu này Canada này nó phối do phối cừu Canada với cừu Ninh Thuận nên nó lai ra cừu Canada. Sau đó các bạn có thể làm thêm cái chuồng ép. Đây các bạn có thể cái này có thể làm cái ngòi. Cái để cái ngòi nó. Các bạn có thể chuồng này là chuồng ép, chuồng này là chuồng nhỏ. Chuồng nhỏ này để cho các bạn ép cái chuồng, ép cho con mẹ với con rồi chung một chuồng khi nó bắt đầu đẻ lứa đầu tiên. Thì khi mà nó đẻ thì nhiều con dê nó không cho con mẹ con bú, cho nên là các bạn phải ép cái chuồng này lại với nhau. Ép một thời gian thì các bạn có thể thả ra cho nó thì nó đi lại bình thường. Thì trong quá trình ép thì các bạn cho ăn uống bình thường, ăn cỏ bình thường, cho nó uống nước bình thường. Đây là cái cầu thang để đi lên. Các bạn làm một cái cầu thang thì các bạn có thể làm cái cầu thang bằng gỗ hoặc là bằng xi măng như thế này, tùy theo các bạn thiết kế. Cừu thì chúng tôi ở đây chúng tôi có cừu tơ và cừu đẻ 2-3 lứa. Này, cừu này cừu Ninh Thuận thì chúng ta mua bán cái loại cừu này vô giới hạn, không giới hạn. Cừu này các bạn có thể xem, cừu này là con cừu tơ các bạn ạ. Cừu này thì nó nằm trong khoảng 20 đến 26 kg, thì nó con này thì nó chưa sinh sản lứa nào. Thì con cừu này thì các bạn có thể nó thấy con cừu này thì có thể nó sinh sản được 1 lứa. Cừu này có thể sinh sản được 2-3 lứa. Thì cừu thì nó cừu nhỏ thì cái giá thành nó lại khác, mà cừu lớn là giá thành nó lại khác, cừu đực nó lại khác nữa. Cừu đực thì nó thì nó hút hơn, nó thì giá thành nó sẽ cao hơn cừu cái. Thì các bạn có thể truy cập vào website giống cỏ chăn nuôi.com để được tư vấn cái loại cừu này với bởi những bảng giá của nó. Thì con cừu mà nó khi mà nó đã đẻ ra thì nó rất là trắng, nó trắng hơn con này. Thì trong quá trình ăn uống thì nó sẽ đen hoặc là nó sẽ có cái màu như thế này. Đó, như thế này. Cái uống thế này gặp những điều dơ bẩn thì nó sẽ cái màu đen. Khi muốn các bạn muốn trắng thì các bạn tắm cho nó, thì sau khi tắm thì nó sẽ rất là trắng. Trắng lúc ban đầu khi mới đẻ ra. Các bạn có thể liên hệ 0938 897 099 để được mua cái loại giống cừu này. Chúng tôi giao cừu này trên toàn quốc Bắc Trung Nam, tất cả các tỉnh thành. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn ví dụ như mua số lượng ít thì chúng tôi gửi xe khách cho các bạn.
Ví dụ mua số lượng nhiều thì cơ bản chúng tôi sẽ chuyển xe tải trực tiếp tới nhà các bạn. Còn khi mà gió thổi vào quá nhiều vào cái chuồng trại thì các bạn nên che chắn, là cái chuồng trại nó hoàn thang, thì che chắn là cái chuồng trại bằng tôn này. Tôi quay video cái đoạn chuồng trại mà nó tổng hợp tổng quan, các bạn thấy chuồng trại tổng quan nhưng mà cái nhà là cái máng thì có thể các bạn là một cái máng có vẻ để ngồi hoặc để trong tùy các bạn, thì đất thì có thể rộng như thế này, đất thì ở trong vườn các bạn có thể trồng cỏ hoặc là bao quanh các cây cối để phòng cái dê cừu nó không có ra ngồi bụi. Và sau đây tôi xin kết thúc cái đoạn video này, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này.